Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Bệnh viện lúng túng vì không có phát đồ điều trị cai nghiện ma túy cho trẻ sơ sinh. Đà Nẵng, hàng loạt kênh hở gây ô nhiễm môi trường. Thành phố Hồ Chí Minh, xe tải tông xe máy ở ngã tư không đèn, 3 người tử vong. Học theo số đông, sinh viên Việt Nam gặp khủng hoảng sau khi tốt nghiệp. Thưa quý vị, theo thống kê ở các bệnh viện phụ sản hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh, trung bình mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 10 trẻ sơ sinh mắc hội chứng cai nghiện do mẹ chích hút ma túy. Thế nhưng, hiện nay các bác sĩ đang lúng túng vì chưa có phác đồ điều trị căn bệnh này cho trẻ. Nội dung này cũng sẽ mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Theo các chuyên gia, trong 3 tháng đầu thai kỳ, người mẹ sử dụng ma túy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Để xác định trẻ sơ sinh mắc hội chứng cai nghiện NIS, các bác sĩ phải dùng rất nhiều xét nghiệm theo hướng loại trừ dần. Sau khi có kết quả, bác sĩ cũng gặp khó khăn khi Việt Nam chưa có phác đồ điều trị triệu chứng này. Thêm vào đó, các thuốc điều trị cai nghiện cho trẻ sơ sinh không đặc hiệu. Cách cuối cùng là bác sĩ sử dụng thuốc phenobarbital để chống co giật cho trẻ. Tuy nhiên, điểm yếu của thuốc này là chỉ điều trị khi trẻ xuất hiện cơn co giật, chứ không phòng ngừa trước được cơn co giật. Những cái trường hợp như vậy thì nó có những cái biểu hiện, ví dụ như là trẻ rối loạn về khóc, là trẻ khóc thét lên với giọng rất là cao và tiếng khóc nó rất là khó dỗ và nó kéo dài. Những cái giống thần kinh của trẻ nó rất là dễ bị kích thích, trẻ ngủ nó không có được thẳng giấc. Việc điều trị thì hiện thời điểm này thì cũng chưa có phác đồ và cũng chưa có một cái biện pháp điều trị đặc hiệu nào hết, chủ yếu là những cái việc mà điều trị triệu chứng mà chứ còn cũng không có điều trị nguyên nhân. Không chỉ ma túy, thuốc phiện hay các loại chất gây nghiện, một số loại thuốc, bao gồm cả các loại thuốc chống trầm cảm cũng là nguyên nhân gây nên hội chứng này ở trẻ sơ sinh. Vì vậy, phụ nữ mang thai nên cẩn thận khi sử dụng các loại thuốc trong giai đoạn này. Thưa quý vị, hiện nay dịch sốt xuất huyết đang bùng phát và diễn biến phức tạp, kéo theo đó, các sản phẩm diệt muỗi, chống muỗi trở nên cháy hàng. Tuy nhiên, công dụng về các sản phẩm thiết bị này vẫn đang là dấu hỏi lớn bởi chúng chưa được các cơ quan chức năng kiểm định rõ ràng. Sau đây là ghi nhận của chương trình về vấn đề này. Hiện trên thị trường, các sản phẩm diệt muỗi, chống muỗi đang được bày bán tràn lan với đủ các phương thức tiêu diệt và ngăn ngừa muỗi. Các sản phẩm mới như dầu lau nhà đuổi muỗi, đèn diệt muỗi, vật muỗi điện luôn là mặt hàng được người dân quan tâm. Nó có chỉ dẫn trong đó đó con. Nó hòa tan trong nước. Phải làm con. Đèn lau nhà, những cái ấy này kia gì trong vòng một ngày trời. Cái đang chăm sóc đi không? Em đi sáng trực tiếp vô thì nó không có sợ. Trong trực tiếp thì nó sẽ có cái ánh sáng, nó sẽ thu cái mũi nó bay vô. Nó bay vô thì cái mũi lưới cho nó lên thế chứ. Nó có ảnh hưởng gì mình không? Nó không có phát ra mùi gì hết em. Nó là nó chỉ phát ra ánh đèn thôi. Những cái tấm điện thì nào nó nấu. Ngoài ra, các dịch vụ phun thuốc muỗi luôn được các gia đình chọn với giá dao động từ khoảng 4.000 đến 7.000 đồng một mét vuông. Thậm chí, nhiều khách hàng phải đặt lịch trước 3 ngày. Theo các chuyên gia y tế, tất cả các sản phẩm diệt muỗi chống muỗi đều chỉ phát huy tác dụng trong một thời gian nhất định. Đặc biệt, có những sản phẩm chống muỗi sử dụng bằng hóa chất có thể gây hại cho da và đường hô hấp cho người sử dụng. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bình Định là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cả nước vào mùa mưa lũ cuối năm 2016. Trước thềm khai giảng, các cấp chính quyền và ngành giáo dục Bình Định đang nỗ lực hoàn thiện công cuộc khắc phục hậu quả, sẵn sàng cho học sinh đón năm học mới. Là một trong những trường học chịu thiệt hại lớn nhất trong mùa mưa lũ, trường tiểu học Phước Sơn vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả. Còn đây là cảnh tang trường của học sinh trường trung học phổ thông số 3 Tuy Phước. Ngôi trường nằm trong vùng rốn lũ của tỉnh trong đợt lũ lụt cuối năm 2016 của tỉnh Bình Định. Sau khi lũ rút, trường được hỗ trợ 82 bộ bàn ghế học sinh và 20 triệu đồng để khắc phục cơ sở vật chất gồm 6 phòng học và 3 phòng thí nghiệm. Nhưng phải đến quý tư mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp bàn ghế thiết bị nên không kịp sử dụng trong mùa khai giảng. Bàn ghế của học sinh cũng đã được Sở Giáo dục Đào tạo Bình Định cấp đủ để cho các em bước vào năm học mới. Thì bước vào năm học mới chỉ còn một khó khăn là cái khu vực trước cổng trường
chưa được bê tông hóa, thì nhà trường cũng đang cố gắng để bê tông hóa cái đoạn này để đảm bảo an toàn vào mùa mưa lũ cho học sinh. Để chuẩn bị cho năm học mới, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước đã đầu tư 5 tỷ đồng để xây dựng 8 phòng học mới, nhưng khai giảng đã cận kề mà công trình vẫn chưa hoàn thiện. Ngoài sự nỗ lực của tỉnh Bình Định để cho các em học sinh được học tập trong điều kiện tốt hơn, vẫn rất cần sự hỗ trợ của nhiều tấm lòng đến từ các cá nhân, đơn vị xã hội. Thưa quý vị, giá cây nguyên liệu tăng cao cũng như việc thiếu đất sản xuất nên người dân đã lấn chiếm đất rừng trái phép để phát triển cây lâm nghiệp tại tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua. Giải pháp nào để ngăn chặn, xử lý hữu hiệu vấn đề này vẫn đang là bài toán chưa có lời giải của địa phương này. Nằm trong vùng lõi rừng phòng hộ sông Tranh, Quảng Nam, những người dân vùng tái định cư thủy điện sông Tranh 2 do thiếu đất sản xuất đã xâm hại đến diện tích rừng tự nhiên để trồng cây keo nguyên liệu. Cái sự xâm hại, xâm lấn đất để sản xuất của người dân là vẫn còn xảy ra. Nguyên nhân là do người dân bây giờ có cái cây, việc trồng cây nguyên liệu có đem lại cái lợi ích, cho nên là người dân sau khi là vào một cái đất rải cũ, người dân bây giờ người ta trồng cây nguyên liệu hết, cây keo hết, cho nên là họ có những nhiều trường hợp là thiếu đất, do thiếu đất cho nên họ xâm hại. Ngoài lý do thiếu đất sản xuất dẫn đến tình trạng xâm hại rừng, một phần còn lại là do sự hạn chế trong công tác quản lý của các địa phương. Do việc thu hồi đất lấn chiếm của người dân là rất khó khăn, địa phương phải điều chỉnh diện tích quy hoạch rừng sản xuất thêm 16.000 ha. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam cũng đã thực hiện việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng nhằm giảm dần tình trạng phá rừng lấy đất sản xuất. Tuy nhiên, số tiền này vẫn chưa đủ để cải thiện đời sống người dân. Thế kỷ, tỉnh Quảng Nam cần nghiên cứu các mô hình sinh kế bền vững cho người dân. Có như vậy mới có thể hạn chế được tình trạng phá rừng trái phép. Thưa quý vị, tại thành phố Đà Nẵng, nhiều dòng kênh hở đang là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù thành phố đã có nhiều đầu tư xử lý, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân hai bên bờ kênh. Phản ánh của phóng viên tại đây. Kênh Yên Thế, Bắc Sơn, đoạn chảy qua phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Dòng nước đen ngòm, đầy rác thải và bốc mùi hôi thối. Còn đây là cảnh tượng môi trường sống ô nhiễm tại khu vực kênh Khe Cạn, phường Thanh Khê Tây. Con kênh đổ ra sông Phú Lộc đang gây ảnh hưởng trực tiếp tới tổ dân phố 74 của phường Thanh Khê Tây, nhất là vào những ngày nắng nóng. Nhưng mà đây một cái cây nước, một khu nước thải kề bên, rồi một con kênh đài nước thì rất là hôi, cuộc sống là không thể sống nổi. Có nghĩa là nó hôi không thiết được, lúc đó mình phải đóng cửa, mình bỏ, mình đi khỏi nhà, mình đi tìm một nơi khác để mình trú ẩn. Khi một cái làn gió đó hoặc một cái gì nó bớt đi thì ta lại về nhà. Theo khảo sát, tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra đối với nhiều kênh hở trên địa bàn. Mặc dù các cơ quan chức năng đã áp dụng các phương pháp thủy sinh như thả bèo khử mùi cũng như ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thế nhưng tình trạng không giảm là bao. Đà Nẵng đang hướng đến xây dựng thành phố môi trường, nhưng với những dòng kênh ô nhiễm như thế này đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân, nhất là khi miền Trung đang chuẩn bị bước vào mùa mưa, và hơn nữa, thành phố cũng đang phải đối mặt với tình hình gia tăng của dịch bệnh sốt xuất huyết. Tiếp theo là các thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp đáng quan tâm. Thưa quý vị, gần đây cá nóc đã xuất hiện với số lượng nhiều hơn hẳn so với mọi năm trên vùng biển Thừa Thiên Huế. Sự xuất hiện bất thường này của cá nóc đã gây ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng đánh bắt của bà con ngư dân. Trở về sau chuyến biển dài một tuần, ông Trần Thân và những người bạn thuyền ở thị trấn Thuận An không vui bị chuyến đi thất thu nặng nề. Những lồng câu này vốn đem lại cho ông khoản thu nhập từ 70 đến 120 triệu đồng, nhưng giờ đây đã bị cá nóc cắn phá, mất hết cả bồi và lưỡi câu. Ở trong đây bị cá nóc, nếu ra đi thì lộ. Mà một chuyến lộ như vậy, nếu chứ mà đi nghe cả hũ á, thì hàng lộ một chuyến tới 30-35 triệu. Thậm chí là còn lộ thêm cái câu nghề mà mình không có để mà làm, mình phải chạy quấy vào bờ luôn. Theo các ngư hộ, cá nóc xuất hiện nhiều bất thường so với những năm trước. Đặc biệt, cá nóc xanh, một loại cá nóc có chiều dài từ 25-30 cm, dài gấp đôi cá nóc thường. Nhiều ngư dân đành phải quay vào bờ tay không vì hàng đàn cá nóc đã cướp mất cả mồi và lưỡi câu. Đây là thời gian cao điểm đánh bắt các loại cá cơm, cá rò và câu cá hú xuất khẩu. Tuy nhiên, vấn nạn cá nóc đã khiến nhiều chiếc thuyền câu đành nằm bờ vì không muốn mất cả chì lẫn chài sau mỗi chuyến ra khơi. Thưa quý vị, hiện nay đang là mùa thu hoạch rộ của thanh trà tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Nhờ thời tiết thuận lợi nên năm nay thanh trà Tiên Phước được mùa, được giá, bà con nông dân rất phấn khởi. Hiện nay toàn huyện Tiên Phước có trên 100 hectare trồng loại cây thanh trà, tập trung ở các địa phương có lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu như Tiên Hiệp, Tiên Lãnh, Tiên Ngọc. Theo nhiều người dân địa phương, hiện nay hầu hết thương lái đã tìm đến và đặt mua tận gốc với mức giá từ 15 đến 20 ngàn đồng một ký quả thanh trà. Như vậy, theo tính toán, với 1 hectare trồng khoảng 200 cây thanh trà,
mỗi hộ dân có thể thu nhập gần 300 triệu đồng. Tổng sản lượng của cây thanh trà năm nay ước đạt trên 700 tấn, với giá trị kinh tế khoảng 15 tỷ đồng. Đây là một trong những loại cây ưu thế chủ lực phát triển kinh tế của địa phương Trung Du miền núi Tiên Phước. Chuyển sang phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ngày 18 tháng 8, tại giao lộ đường số 54-55, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải, làm 3 người chết. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 18 tháng 8, Nguyễn Văn Quốc Hậu, 21 tuổi, quê Bình Thuận, chạy xe máy biển số 86B7-21888, chở theo Trần Gia Dư, 19 tuổi, quê An Giang, và Trần Thị Tú Trinh, chưa rõ quê quán, lưu thông trên đường số 54. Khi đến đoạn giao với đường số 55 thì xảy ra va chạm với xe tải biển số 51C01697 do tài xế Thái Tiến Nghĩa của thành phố Hồ Chí Minh điều khiển. Hậu quả vụ va chạm đã khiến hai người đi trên xe máy chết tại chỗ, một người còn lại được chuyển gấp vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong. Tài xế xe tải sau đó đã đến trình diện cơ quan chức năng. Được biết, cả ba nạn nhân đều là công nhân làm việc trong khu công nghiệp Tân Tạo. Khu vực xảy ra tai nạn hàng ngày có lượng phương tiện qua lại đông đúc nhưng không được lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông. Thì vụ việc đã được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, điều khiển ghe từ miền Tây lên sông Đồng Nai để khai thác cát lậu, chủ ghe đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương cho biết, đang tạm giữ một chiếc ghe khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai, biển số tỉnh Long An để điều tra, làm rõ hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Trước đó, các trinh sát trong Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thị xã Tân Uyên phối hợp với Công an phường Thạnh Phước tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên sông Đồng Nai qua địa bàn thị xã Tân Uyên. Khi đến đoạn sông thuộc phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, thì phát hiện một chiếc ghe gỗ biển số LA00790 do ông Lê Văn Kiệt, 48 tuổi, quê Long An điều khiển, đang bơm hút cát lậu trên sông Đồng Nai. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản thu giữ 10 mét khối cát không rõ nguồn gốc, một máy bơm hút cát hiệu Mitsubishi loại 8 máy, ống hút dài 20 mét, đường kính 8 cm. Được biết, đây là ghe hút cát lậu lớn nhất từ trước đến nay bị công an thị xã Tân Uyên bắt giữ. Tại cơ quan công an, ông Kiệt thừa nhận toàn bộ hành vi bơm hút cát lậu của mình. Khai nhận do giá cát tăng cao nên ông đã điều khiển ghe gỗ từ miền Tây lên sông Đồng Nai để bơm hút cát thì bị lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 18 tháng 8, một vụ đột nhập tiệm vàng lấy trộm vàng và đô la đã xảy ra tại khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Đối tượng ngay sau đó đã bị công an phường Trảng Dài và các thành viên đội phòng chống tội phạm của phường tóm gọn. Đối tượng bị bắt là Phan Văn Việt, 28 tuổi, quê xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Việt đi một mình mang theo một xà beng bằng sắt P16 và hai lưỡi cưa sắt đến tiệm vàng Kim Thư tại khu phố 3, phường Trảng Dài do bà Ngô Thị Thanh Hương, 35 tuổi, ngụ phường Tân Phong làm chủ để cậy cửa rồi đột nhập vào trong tiệm vàng lấy trộm vàng và tiền. Chưa dừng lại ở đó, sau khi lấy trộm vàng và tiền trong tiệm vàng Kim Thư, đối tượng tiếp tục qua tiệm sửa đồng hồ Thanh Hải bên cạnh, dùng xà beng cậy cửa để tiếp tục trộm tài sản. Khi đang cậy cửa thì bị lực lượng công an phường và đội phòng chống tội phạm của phường phát hiện và bắt giữ. Tang vật tạm giữ từ đối tượng gồm trên 200 mẫu đồ trang sức bằng vàng và kim loại tổng hợp, gồm bông tai, lắc nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền và trên 100 tờ tiền Việt và tiền đô la có mệnh giá khác nhau. Chưa cùng ngày, đối tượng đã được bàn giao cho công an thành phố Biên Hòa để điều tra theo thẩm quyền. Cũng trong ngày 18 tháng 8, hơn 100 chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an thị xã Hồng Lĩnh chia thành nhiều mũi đột kích thành công sới gà khủng ở tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, bắt 60 đối tượng, thu giữ hơn 300 triệu đồng. Sới gà này được đặt tại nhà của Trần Thị Cẩm Tú, 32 tuổi, thuộc tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, nằm sát sườn núi, bốn bề xây tường rào cao và có thép gai bảo vệ, có chó giữ cảnh giới. Bị lực lượng chức năng bất ngờ đột nhập bắt quả tang, một số đối tượng đã leo qua tường hoặc leo lên mái nhà nhằm tẩu thoát nhưng không thành. Các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà chủ yếu có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc và một số địa bàn phụ cận. Tại hiện trường, ngoài bắt giữ 60 người, lực lượng công an còn thu giữ hơn 300 triệu đồng tiền mặt, 5 ô tô, 15 xe máy, trên 70 điện thoại di động, 9 con gà cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Hiện 60 đối tượng này đã được đưa về trụ sở công an thị xã Hồng Lĩnh để sàng lọc, phân loại đối tượng và điều tra làm rõ. Thưa quý vị, hiện nay nhiều thí sinh lựa chọn ngành nghề theo cảm tính hoặc theo các trào lưu ngắn hạn đã gây ra tình trạng lãng phí lớn cho nguồn nhân lực Việt Nam.
Kết quả tuyển sinh năm 2017 vừa qua đã phản ánh xu hướng lựa chọn của thí sinh khi điểm chuẩn các ngành y dược, kinh tế và công nghệ thông tin ở mức rất cao, trong khi các ngành kỹ thuật, nông lâm ngư lại gặp khó khăn vì tỷ lệ chọn thấp chạm đáy. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là do đâu? Làm thế nào để khắc phục tình trạng này? Mời quý vị cùng chúng tôi cùng tìm hiểu trong tiểu mục vấn đề hôm nay, ngay sau đây. Trong đợt tuyển sinh đại học năm 2017 vừa qua, nhóm ngành kinh doanh vẫn được thí sinh đăng ký nhiều nhất ở huyện Hoc Mon. Trong khi đó, nhóm ngành kỹ thuật cơ khí đứng ở vị trí thấp nhất với lượng đăng ký chỉ hơn 1/4 so với nhóm ngành kinh doanh. Sự lựa chọn theo trào lưu của thí sinh đã tạo nên những bất cập trong cơ cấu ngành nghề đào tạo về sau. Có nhiều em nhiều khi chọn ngành, chọn nghề theo đám đông mà ngay cả cái sở thích của mình cũng từ bỏ qua. Cái sở thích theo tôi thì cần phải định hướng cho các em tốt hơn từ ở trên ghế phổ thông, từ các em từ cấp 2, cấp 3. Và các em phải được định hướng về nghề nghiệp, sau đó cho nó chính xác để các em có thể chọn cho mình. Để tránh cái tình trạng hiện nay là rất nhiều em sau khi tốt nghiệp xong thì các em mới cảm thấy rằng cái nghề đó nó không phù hợp với bản thân mình. Rồi các em lại lỡ mất 4 năm học đại học mà không có được một cái tích lũy về kiến thức cũng như về chuyên môn cho mình. Hiện nay, đa phần các học sinh sinh viên thường chọn ngành theo hai xu hướng. Thứ nhất là do sự tác động của tâm lý đám đông và thứ hai là theo xu hướng xã hội. Thì em suy nghĩ ở đó nó còn ít hơn so với những gì em học trong trường. Em suy nghĩ đơn giản hơn, đơn giản. Vô trường thì có cái những cái nhiều khó khăn cần phải gặp lại những cái mà em mới gặp lần đầu, là do là môi trường thì hiện giờ thì nó cũng chưa được chú trọng lắm. Việc thí sinh lựa chọn định lạc ngành nghề sai sở thích và nguyện vọng cá nhân chủ yếu vì không có đủ thông tin nhìn nhận nhu cầu lao động mà đa phần dựa vào ý kiến từ gia đình. Theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến những bất ổn trên là do bắt nguồn từ trách nhiệm quy hoạch, dự báo nhân lực cũng như công tác quản lý đào tạo ở các trường. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Bộ Giao thông Vận tải tăng mức giá dịch vụ sân bay. Dụng cụ học tập đầu năm học mới, hàng Việt chiếm thị phần lớn. Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây diễn viên người mẫu bán dâm. Bất cập trong xác nhận sở hữu lý lịch công dân.